Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách lấy token thủ công để các bạn có thể sử dụng một số cái ứng dụng hoặc là phần mềm, đúng không ạ? Thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập cái nick Facebook của mình ở trên bất kỳ cái trình duyệt nào. Rồi tiếp đến thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link sau, đúng không ạ? Cái đường link là forestsoftware.com/get token. Rồi các bạn copy này, rồi các bạn dán vào cái ô trên trình duyệt. Rồi nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Rồi tiếp đến thì các bạn nhấn chuột phải và các bạn click vào Ctrl U này. Đây, cái phần này đây, các bạn phím tắt là Ctrl U nhé. Rồi các bạn click vào dòng này. Rồi các bạn nhấn Ctrl F, nhấn Ctrl F đúng không ạ? Và công việc tiếp theo của chúng ta là sort. Đây, sort cái ký tự này EAAG đúng không ạ? Để chúng ta có thể lấy token full quyền. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn copy từ chỗ EAAG này đến cái phần đó là ZD đúng không ạ? ZD đây. Rồi các bạn copy. Rồi tiếp đến thì các bạn lưu vào đâu đó. Đó để chúng ta sử dụng. Hoặc là các bạn copy trực tiếp và dán vào cái phần mềm luôn. À, ví dụ. Đây đúng không ạ? Đó là chúng ta đã lấy token thành công rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn thành công.